Xin đã kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 1 đầu tháng, Nguyên Audio xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn chúng ta có một tháng mới sức khỏe, bình an và tràn đầy hạnh phúc. Rất hân hạnh được giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc đầu băng cối Akai GX646 phiên bản Gold Limited mạ vàng 18K vừa mới bên siêu thị Nhật Bản về tại cửa hàng Nguyên Audio trong tình trạng là full thùng xốp và full option quý vị nhé. Hàng tồn kho siêu thị Nhật. Phiên bản Gold Limited này thì cũng được rất nhiều quý vị và các bạn chúng ta chơi và sưu tầm, bởi vì những chiếc đầu này thì nó đủ option, nó rất là đẹp quý vị nhé, rất là đẹp đấy ạ. Chiếc đầu này thì chạy 4 check 2 chiều, 4 check 2 chiều, nó có thể chạy được băng 7 inch và băng 10 inch. Và đây Nguyên Audio đang lắp băng 10 inch quý vị nhé. Akai GX646 này thì phiên bản Gold Limited này thì Nguyên Audio cũng bán cũng khá là nhiều cho anh em chúng ta chơi. Những chiếc đầu băng cối gọi là siêu mới như thế này. Sẽ quay sát vào một chút quý vị nhé. Phiên bản đủ option của nó thì trên nóc của nó thì cũng bằng nhôm và đằng sau của nó thì cũng bằng phay nhôm, và tất cả mũi đây quý vị nhé, mũi có chữ Akai đây đều cũng bằng nhôm, và cái chân của nó thì đều có chữ Akai đấy ạ. Và bên hồi của nó thì cũng không phải là bằng hồi gỗ bóng piano, mà hồi của nó thì cũng là bằng hồi nhôm luôn quý vị ạ. Hồi nhôm đây nhá, nó rất là chắc chắn và nó rất là nặng ạ. Nặng hơn rất là nhiều so với phiên bản màu trắng, bởi vì phiên bản màu trắng thì là đằng sau của nó thì là bằng giấy nện này, và hồi của nó là hồi bóng piano đấy, thì nó không được nặng như chiếc đầu mạ vàng 18K phiên bản gold này. Đấy, option của nó thì đầy đủ đây, option của nó hai cái húp vàng rất là đẹp, ở bên trong thì có chữ Akai. Và chiếc đầu này thì mọi chức năng thì đều hoạt động hoàn hảo tất quý vị nhé, đều hoạt động hoàn hảo. Có hai đèn vu xanh nước biển, vu của nó là vu liền quý vị ạ, vu liền nên là cái bảng vu của nó thì rất là to quý vị nhé, rất là to đó ạ. Và thu phát thì hai chiều rất là tốt, bởi vì hàng gọi là siêu mới rồi, hàng siêu mới. Đây là thùng xốp của nó kèm theo đây quý vị nhé, đây ạ, vẫn còn full thùng xốp. Bên trong này thì xốp rất đầy đủ luôn quý vị ạ, đây ạ. Với một chất âm rất là hay, chất âm rất là dày dặn và rõ nét thì Akai GX646 thì được luôn luôn anh em đánh giá rất là cao với chất âm và chất lượng của chiếc đầu này. Hôm nay thì Nguyên Audio cũng chỉ quay cho chúng ta cái chiếc đầu full đổ bộ như này thôi quý vị nhé. Loa thì chúng ta có thể ghép với những cái dòng loa như là Pioneer CS88A, 99A hoặc là những cái dòng âm ly cổ hoặc là loa cổ thì cũng rất là hay. Và Nguyên Audio sẽ test chất âm của chiếc đầu băng cối Akai GX646 này cho quý vị. Quý vị có nhu cầu mua chiếc đầu băng cối siêu mới này, full thùng xốp này thì xin liên hệ cho Nguyên Audio thị xã Phú Thọ theo số điện thoại là 0358 237 899. Nguyên Audio giao hàng toàn quốc quý vị nhé. Giờ Nguyên Audio sẽ test chúng ta nghe cái chất âm rất là hay, sáng rõ nét.